Ngày 28 tháng 10, phường Vàng Danh đã long trọng tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình cầu Miếu Thán 2, chào mừng Uông Bí 55 năm xây dựng và phát triển. Dự buổi lễ có các đồng chí Trần Văn Lâm, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Anh Tú, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Cùng dự còn có lãnh đạo các phòng ban ngành chức năng thành phố cùng đông đảo bà con nhân dân phường Vàng Danh. Cầu Miếu Thán 2 được phê duyệt xây dựng vào tháng 10 năm 2015 với quy mô gồm 3 hạng mục chính: đập tràn, cống cầu giao thông và đường giao thông. Tổng diện tích sử dụng đất của công trình là gần 2.000 m2 với tổng số vốn đầu tư trên 6,1 tỷ đồng. Các hạng mục của công trình đều được thiết kế và thi công trên cơ sở đảm bảo tiến độ cũng như tính hiệu quả, tiết kiệm, các yêu cầu về kỹ mỹ thuật của công trình. Công trình cầu Miếu Thán 2 và hệ thống đường giao thông phụ trợ là một trong số các hạng mục chỉnh trang và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của phường Vàng Danh, góp phần đảm bảo tiêu thoát nước trong vùng, góp phần hoàn chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Công trình hoàn thành nối liền con đường liên khu giữa khu 4 và khu 7 phường Vàng Danh, tạo điều kiện thuận lợi của nhân dân trong khu vực tham gia giao thông. Tại buổi lễ, các vị đại biểu cũng đã cắt băng khánh thành cầu Miếu Thán 2 và gắn biển công trình chào mừng Uông Bí 55 năm xây dựng và phát triển 28 tháng 10 năm 1961, 28 tháng 10 năm 2016.